phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây khuyến cáo mọi người về nguy cơ lây nhiễm virus corona từ tiền mặt, khuyên nên chuyển sang các dạng thức thanh toán phi tiền mặt nếu có thể. Lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh thì nhiều nước cũng đã tiến hành khử trùng tiền mặt, thưa quý vị. Trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua tiền mặt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã sử dụng tiền cực tím và nhiệt độ cao để khử trùng tiền đã qua sử dụng, sau đó niêm phong và lưu trữ từ 7 đến 14 ngày. Một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Mỹ cũng đã tiến hành khử trùng tiền và cách ly từ 7 tới 10 ngày trước khi cho lưu hành trở lại. Theo các chuyên gia, Việt Nam chưa có đủ nguồn lực và phương tiện để tiến hành cách ly và khử trùng tiền đã lưu thông, nhưng khuyến nghị cần cẩn trọng khi tiếp xúc tiền mặt. Đi ra chợ tiếp xúc đông người rồi thì chạm tay vào những bề mặt bẩn, trong đó có tiền, thì chúng ta nên vệ sinh sau khi mà chúng ta đã đi ra ngoài về như vậy, thông qua là rửa tay với xà phòng, và nếu không thì chúng ta dùng các cái dung dịch sát khuẩn. Để phòng ngừa những rủi ro dịch bệnh COVID-19 từ tiền mặt, nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã có xu hướng chuyển qua các công nghệ thanh toán hạn chế tiếp xúc tối đa như dùng thẻ contactless không chạm, đặc biệt là qua các ví điện tử trên điện thoại. Hiện nay thì sử dụng ví điện tử mình thấy là rất là tiện lợi. Nó giúp cho phòng tránh được cái nguy cơ lây lan của virus corona với giữa mọi người với nhau. Chúng tôi khuyến khích khách sử dụng, hỏi khách xem có ví điện tử thanh toán bằng hình thức ví điện tử, và cái phương pháp đó thì được rất nhiều người hưởng ứng. Mình tránh tiếp xúc với thẻ hoặc tiền mặt. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cũng là một trong những biện pháp hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2020, trong đó yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, một giải pháp trọng tâm trong nghị quyết 02 của Chính phủ.